Xin chào tất cả các anh em nha. Video này giới thiệu cho anh em tham gia chung một chương trình random giveaway ăn chia tổng giải thưởng của khoảng 2000 BUSD này các bạn. Thì một token BUSD đã list lên sàn Binance các bạn, dành cho 200 member các bạn. Thì random thì cũng hên xui lắm các bạn. Thì các bạn làm mà bỏ chút ít thời gian làm các bạn. Để tham gia giải hôm nay em click phần link mô tả với video của mình, các bạn mở từ Twitter các bạn nhiệm vụ đầu tiên follow request và tăng 3 người bạn vào các bạn. Rồi xuống đây thì các bạn like và quyết bị giết cái game này các bạn. Like nha các bạn. Rồi các bạn chích dẫn cho tôi quyết nè các bạn. Các bạn tăng 3 người bạn của mình vào nha các bạn. 3 hoặc 5 a cộng minh. A cộng ru. Các bạn chờ một xíu nha các bạn. A cộng lê du. A cộng tuôn a cộng ghi na rồi các bạn test lên 5 người bạn nha các bạn. Rồi các bạn trở về một cái limform này các bạn. Bạn trở về cái limform các bạn join vào kênh group luôn nha các bạn. Rồi các bạn điền lại username của tất cả bạn nè. What you từ Twitter thì các bạn mở từ Twitter của mình ra thì gặp các bạn. Vì mình trở qua trở lại nó rất mất thời gian cho các bạn. A cộng MMO các bạn. Bạn nào không biết thì xem lại những video mình hướng dẫn lấy username các bạn. A cộng MMO các bạn này bạn. Tiếp tục thì các bạn gửi lên một link request nè các bạn. Thì các bạn cũng mở từ Twitter của mình ra nè các bạn. Bạn chờ xíu các bạn. Rồi bạn nhấp vào qua ba bên cùng nè. Cái username đầu tiên là nằm chỗ này nè các bạn. Rồi bạn bấm vào mục hồ sơ nè các bạn. Không có gì để khó cho các bạn. Rồi bạn bấm vào mục chia sẻ nha các bạn. Rồi tất cả các bạn đâu chép vào khay nhớ tạm nha các bạn. Rồi tất cả các bạn mới đáp lại. Bạn bắt vào đây nha các bạn. Tiếp tục hỏi bạn join kênh group không thì các bạn join vào nha các bạn, bấm Z nè. What you rồi các bạn điền lại Telegram username của tất cả các bạn nha các bạn. A cộng anh 4.1 các bạn. Tiếp tục thì các bạn gửi địa chỉ với BNB Smart Chain nha các bạn. Con này trả BNB đã list sàn BC nha các bạn, giá có khoảng 0.99 gần 1 đô trong thuốc cặn còn lên nữa các bạn. Thì các bạn mở địa chỉ với ETH các bạn, chocolate các bạn có thể copy địa chỉ ETH cũng được nữa các bạn. Nhấp vào ETH này các bạn. Bạn sao chép này các bạn. Cái máy của mình sắp hết pin này các bạn. Chạy nói luôn. Mình bắt vào đây nha các bạn. You are chăm satis PC wallet. Hỏi bạn điền địa chỉ 100 nè. Bạn bấm Z nha các bạn. Tiếp tục thì cái mục này thì hỏi bạn giới thiệu ở đâu thì các bạn chọn tờ Twitter hoặc là YouTube gì nè các bạn. Twitter hoặc là YouTube, Telegram gì cũng được chứ các bạn. Các bạn nên chọn tờ Twitter nha các bạn. Rồi các bạn bấm gỡ nè các bạn. Ok nha các bạn, tham gia chương trình giveaway ăn chia tầm giải thưởng hay cần BUSD đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha.